Thì như các bạn yêu cầu, hôm nay mình và Bidac sẽ cùng nhau PvP trong MimC bằng tất cả các quỷ. Và đương nhiên ai được 5 trận thắng đầu tiên sẽ trở thành người chiến thắng. Ai bốt thử đụng người nữa đây. Ok. Trời ơi, cái đống quỷ luôn vậy. Anh dính cho người em luôn rồi. Ôi các bạn ơi, lõi bùng này nguy hiểm quá. Thì ở đây tụi mình đang có khá là nhiều chiếc quỷ và thậm chí là một đống chiếc quỷ đỏ luôn. Và đương nhiên đó chính là vòng quay của 18 chiếc quỷ trong MimC. Rồi vòng quay này em chọn là của ai, anh hay em? Chọn lẻ đi. Của em. Không? Em rồi rồi. Của em. Ê. Sun Power, chiếc quỷ két. Xịn á. Anh nhớ là trái màu xanh lá cây gì á. Ông nó bên đây nè. Một trái tím thì cũng bình thường thôi. Mình sẽ ui flop 3 power. Flop 3 power. Nè bro. Hiếm ơi, trái đó chỉ có một trái trong nguyên đống này thôi nè, thấy không? Ui đỉnh vậy hên. Ê bây giờ anh phải bỏ năng lực flop 3 của anh để ăn trái quỷ lửa này hả? Game này không biết có giống lớp food đâu nữa. Vô nha. What? Chiêu này gì đây? Ui anh không biết chiêu cái trái này. Flame Tornado. Cái gì vậy? Sao nó? What the fuck? Trúng rồi kìa, trúng rồi kìa. Trái người Do Thái. Anh sẽ biến em thành người Do Thái Phúc ơi. Chiêu thì bự thiệt các bạn ơi, nhưng mà dễ hụt quá. Rồi rồi, người Do Thái. Người Do Thái tới chơi bro. Tự nhiên dạo này mạng Việt Nam cái nó bị lắc lại các bạn. Kìa sao chiêu không ra luôn chứ. Mày hả bố? Ôi what the fuck, chiêu giống lớp food quá vậy. Ây da, trái bị đắc mạnh quá các bạn ơi. Mình không Do Thái Phúc được rồi. Mày mạnh, mày mạnh. Đào đây. Full combo 33.000 máu các bạn ơi. Ủa sao không chết nữa? 33.000 máu là không? À, để da đen còn này nó đốt mình hoài các bạn. Thịt người da đen nướng. Ai quýnh mà họ dắt lên là vợ đó quá, quýnh chúng mấy quái hoài à. Mày chạy, chạy ở đâu? Đang cầu xin anh tha đi Phúc. Cái két mạnh quá vậy các bạn, nó cứ khống chế hoài à. Ủa, dạ, đau vậy, đau vậy? Đau vậy? Không có tác dụng luôn á. Đừng chạy đâu rồi, kết thúc chiến đấu đi. Mày đi. Ôi yes. Ôi trời ơi. Trận chiến này công nhận căng thẳng thì nha. Cái game này nó BBB không có giống như Lost Food các bạn ơi. Nó hơi trâu máu tới 49.000 máu lận. Sao phục cho Phúc, gian đấu thứ hai muốn gỡ lại không? Cho em cơ hội ra trái đỏ đó. Em ôi, trái băng. Ôi trái tim, trái tim. Ờ, trái băng nha các bạn, khá là ngon á. Mất bàn trái băng đi. Ok. Lần này thì sẽ tới lượt mình nha các bạn. Pha nãy là mình nhường với đắc nó còn không thắng nổi đâu mà. Đúng là ông chùm BBB mà. Ê đừng, chứ đây mình quýnh cái gì? Đừng chết đai mình các bạn. Chứ xanh lá cây luôn mới ghê chứ. Phải ăn thử mới biết được các bạn à. Vãi, ơi Phốt nó con chiêu rồi sao xài Phốt. Ôi mạnh kìa. Ngon. Không có cho anh xài vũ khí đi. Ôi xài vũ khí cái gì, xài trái quỷ không được. Xài combat đi, xài combat thì cho. Thích thì chiều vô mày. Trời vô đúng không? Vô cái sàn đó. Mày. Mày bắn ai, ảo, anh ảo. Mày mới ảo không? Ây da, bị đóng băng liên tục vậy chứ băng ghê mày hả? À. Ê, đứng yên bố. Ây da, nó đóng băng mình liên tục các bạn ơi. Cứu, what the fuck, combo gì vậy? Cái này à, là mình chưa hit, có vũ khí đi nha. Mình mà cầm hit. Vũ khí là mình đánh ói cơm luôn. Đau rồi. Muda. Thả anh ra, đừng đóng băng nữa. Ui, anh né mà. Ui, what the fuck. Né, đừng có xạo, không có né gì này. Em nhắm tính trước thời gian. Ơi đóng băng chính diễn luôn á. Không sao các bạn ơi, nó quýnh mình đâu có đau đâu, mình là kim cương mà. Quýnh nãy giờ quýnh chục cái combo chưa chết nữa mà. Một nè, chiêu đóng băng nè, hai nè, đóng băng nè, ba đóng băng tiếp. What the fuck? Ghê vậy. Ghê. Không di chuyển được luôn mà. Bị ép vô đường cùng mình phải xài chiêu cuối thôi các bạn ơi. Giant Blade. Mày. Chị điếm vậy, nó dùng chất quỷ BB mà sao làm chuyện đó vậy? No, không thế nào, đừng combo tôi. À. Rồi, chịu chưa? Chịu thua chưa? Ê, nhưng mà công nhận trái kim cương này vẫn trâu nha các bạn. Quýnh nãy giờ mình không chết luôn á. Cái kim cương này nếu tính ra mà xài kiếm xịn xịn tới là win luôn á. Ok, coi như trận nãy mình thua, tâm phục khẩu phục đi. Nhân phẩm hơi đen thì chịu các bạn ơi, thua thì chung. Ê, trái gì đây? Trái Invisible. Trái tàn hình đó ta, nghe xuống suốt ra. Ờ, anh chấp em xài kiếm luôn á, anh không có sợ đâu. Thiệt luôn, gan ra ta. Anh là người quân tử mà, có em quân sợ thua. Quân tử đây, quân tử đây. Đúng không các bạn, ai đâu mà tự nhiên bắt người ta xài combat quân. Mình đâu phải là người vậy. Ơi, what the fuck. Trái comment luôn á. Ê Phúc, cho anh rút lại lời nói nè, được không? Anh không chấp em nữa. Không được, quân tử sao rút lại lời được cha. Trời ơi, xài chiếc bơm vậy. Rồi, vô luôn nha, Vidac. Em tưởng là em tàn hình thiệt không? Không có tàn hình đâu, ui gì ghê vậy. Ây da, các bạn ơi, cây Yogu vẫn là một cái gì đó nha. Ui, 12.000 đam, what the fuck chiếc bơm. Đào á. Ê, chiếc bơm này gì ghê hả? Ôi chiếc bơm gì ghê hả? Ôi chiếc bơm này khỏe vãi các bạn ơi. Combo, ui. Nó phá chiêu quá. Chế bơm đam cao quá vậy. Ê. Thấy mình hoại ta, mình xài chế này mà nó thấy mình gì có tác dụng gì trời.
không biết, nó không biết cái vụ này các bạn ơi, đâu biết cái vụ này đâu, nó cầm cái kiếm mình đâu thấy đâu các bạn. Mày em quên là anh có ai kêu quan sát không không? Ê mà chiếc bơm này mạnh gì vậy? Tính ra đâu phải là chiếc common đâu. Mạnh gì sao là common nữa. Đam cao quá. Chết rồi, sắp chết rồi. Ảo, Dạ, dạ, đào á. Rồi, đứng đó chém đi. Đứng đó chém đi bố ơi. Không trúng. Không thấy được tôi. À hiện hình rồi, thằng này hiện hình đi các bạn ơi. Hiện nguyên hình rồi, nguyên chiếc bơm đâu. Trùng đánh liên tục luôn các bạn ơi. Bệnh luôn. Tay hình đi. Yes! Bay màu đó các bạn ơi, game này quýnh là bay màu luôn, không có tàn hình nữa. Sao pha này là hai chiếc common quýnh nhau chứ còn không có gì nói đúng không? Ok. Trình độ là quá khác biệt. Ui, trái mochi các bạn ơi. Em đó. Ủa em hả? Nãy giờ mình tưởng cái pha đó mình quay với ba chiếc mochi này em chọn đi. Buồn thiệt các bạn ơi, sao mình tưởng mình mới là người xài chiếc mochi chứ. Tại sao? Ui, trái. Ui, trái đỏ luôn nè. Sức mạnh của chó. Nghe tên là không muốn sử dụng rồi đó. Hèn sao các bạn, quá đúng không? Ui nhỏ nhỏ các bạn, đừng cho con Vidac biết chiêu. Chó sủa, là sủa thiệt luôn hả? Katakuri, vô đây nè cô. Ok chó. Anh đang xài sức... Ê, nói gì vậy? Đây là đánh ăn chó. Ê, đó. Ê, tao là Isosubit đó. Wow. Chịu hỏi chó kìa, nó cắn em người bốn. Ôi chơi chó mạnh quá các bạn ơi. Mày sao đánh trúng dữ vậy? Mày sao quá? Sủa là cô. Sủa. Chiêu này bự vãi luôn á. Ai da, đau. Ơi mà tính ra chiêu em đau á, xài mấy chiêu anh sắp chết rồi. Khủng hay gì chiêu anh bự cho má gì đó kêu đứng yên. Đứng yên đi, mày không đứng yên cũng chết. Không đứng yên cũng dính à. Sủa. Quýnh nó gấu, quýnh nó gấu. Kệ không di chuyển được luôn rồi. Tại con chó trâu bằng người luôn mà đánh mấy chiêu không chết luôn. Quýnh nó chó rồi, vô quýnh nó chó. Sủa nè, gâu. Xài cái này tôi biến thành chó lúc nào không hay. Ôi chó nó quýnh gà, ui, phải. À, bị chó cắn chết luôn. Ê má, kiểu này BB vui vậy. Ok, đến với vòng quay tiếp theo để xem con lần này Vidac sẽ ra được trái quỷ gì nha. Ôi Vidac, trái đất, sức mạnh bóng đêm. Ngon, trái chủ. Vidac mà còn xài trái đất nữa, ai chịu nổi các bạn. Mong lần này mình ra trái flop 3 đi. Trái đất phê lắm. Thì không, anh nghĩ chắc do kỹ năng người chơi thôi Phú ơi. Nãy anh thấy quýnh đau vãi luôn á. Ui, Mr. Beat Iceland kìa, quá đúng không? Ui, Mr. Beat. Sẵn sàng vô, ơ gì vậy, chưa đếm mà. Đâu, bi lò. Đọc tiếng Anh nghe bữa quá. Rồi, combo. Mày một chiêu nè. Ây da, what the fuck. Thì biết xài chiêu thiệt không vậy Phúc? Em có biết xài chiêu thiệt không vậy Phúc? Ảo hay gì mà dám nói trái đất là trái phế nhá. Ôi trái gì. Ê trái đất phế lắm. Nè đứng lại. Ui what the fuck. Ây da, đừng. Trái đất mạnh. Than. Ảo. Ôi mày không ra đàm. Cũng nửa cây anh. Ủa em nó mất tiêu rồi. Ê Gojo nó biến nó mất tiêu các bạn. Hello. Ui gì vậy? What the fuck? Kỹ năng. Mày. Ơi. Ảo hả? Kỹ năng này thì kỹ năng. Game này bi vui quá các bạn ơi, kiểu nó mìm á. Nó giống đi sắp hết máu rồi các bạn ơi. Chạy hộ anh cái Phúc ơi. Combo. Yes. Ui, mạnh vậy? Chế mochi này rất là mạnh mà. Căng vô còn trận thôi là anh thắng nó nha Phúc. Là kèo đi, thể hiện sức mạnh của em đi Phúc. Ê, sức mạnh chó. Sức mạnh tường trắng. Tội nghiệp với Đắc quá các bạn ơi, chắc không là kèo nổi quá. Rồi được rồi, giờ thì tới lượt mình quay nha. Thì với Đắc xảy xanh lá cây, mình nhịp giò cũng thắng các bạn hiểu không? Water power, sức mạnh nước. Trái này như là nghe nói bắn tùm lum lắm hay sao á, để anh thử chiêu rồi. Water bomb. Ê, chiêu về đó vậy, water tsunami. What the fuck, gâu trắng hả? Thì lần này chúng ta sẽ đánh trên đảo Among Us nha các bạn. Vidac rồi, qua lại ơi. Anh đây nè, qua tờ tsunami. Ui, tường trắng gì không đỡ được gì vậy kìa. Ủa, what the fuck, sao chung? Cứu tôi, không chạy ra được. Qua tờ xác. Giá này mạnh các bạn ơi. Ây da, không được các bạn ơi, sao Vidac mạnh như vậy. Nè, gói xuống biển. Rồi xong. Gì phố? Ơi. Gói xuống biển kìa. Khoan, đợi chiêu dồn một combo đã chết luôn rồi các bạn xem nè. Nè, chạy hộ pha này. Pha này em chạy hộ Phúc. Chạy hộ đi Phúc. Anh Lion là top 1 BBB MC các bạn ơi. Mày né hộ. Ê, em giang hả mày, đứng lại. Ui. Mày. Nè điếm, thằng này nó điếm. Những người chân chính thôi. Em hiểu không Phúc? Những người chân chính thôi. Mày chết.
Ok, thì mình đã trade cho Vidac 2 cục Mim Cup để lấy cái Yellow Blade của nó luôn nha, quá lời các bạn ơi. Thì yeah, đó chính là cái giá phải trả cho kẻ thua cuộc các bạn ơi, đó chính là mất cái kiếm xịn nhất trong kho đồ của nó. Ok, thì nếu như các bạn cảm thấy video này hay, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn Vidac thì đâu rồi, khóc hay về phố.